Bằng lòng làm bạn gái anh nhỉ? Trời ơi. Ê mà cái này người ta xin hung á chứ không phải làm bạn gái. Thì... cái này để nhấn nút đi anh. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Tại đây không phải Paris cho nên thôi anh thuộc dầu 20 cái đi. Chống đại ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy trải nghiệm chương trình hẹn hò ngày hôm nay với một cặp đôi. Wow, một bạn trai rất là cao ráo, chưa biết mặt ra sao ha. Hơi tò mò một xíu. Tường sẽ ra ngoài và đưa ngay bạn gái vào để chúng ta bắt đầu câu chuyện. Rồi, mời em. Rồi, vô ghế luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra luôn. Ôi, em chào chị. Ơi, chào em. Khỏe không em? Em khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện nha. Ê, bây giờ em giới thiệu về bản thân mình nè, em tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào toàn thể mọi người đều xem. Tên em là Ngô Văn Bắc, quê em ở ngoài Bắc. Và thứ hai nữa là bố mẹ sợ em bị lạc ở trong Lam nên đặt em tên là Bắc. À, để cho tao biết mình ở Bắc. Vâng, nếu mà có lạc thì mọi người dẫn em về Bắc. Năm nay em 29 tuổi, nói chung là ế lắm rồi, bố mẹ dục lắm rồi. À, bây giờ vào đây làm việc hay sao bác? Vâng, em vào đây em làm việc. Rồi, đang làm công việc gì ở đâu? Em làm nhân viên thu thập thông tin. Và... thu thập thông tin là để làm gì? Thu thập thông tin của ai? Của quán tạp hóa chẳng hạn. Để em bọn em vào đếm số lượng hàng tồn và thu thập những cái thông tin đấy và cho công ty. À, nghe thu thập thông tin hết hồn. Tôi nhiều thông tin mật lắm, đừng thông thật thu thập thông tin của tôi nha. Là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 91. Rồi, ế lắm rồi. Ế nóng rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1991. Em đến từ Nghệ An và em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Rồi sao cái nghề nghe men quá vậy cưng? Một cô gái dễ thương như thế này mà làm cái nghề nghe cái tên nặng quá ha, hot quá ha, được. Nhưng mà cái trường em học á, rồi cái ngành nghề em học là chị thấy cái đó là đàn ông không à, sao em ế? Chắc tại nhiều quá nên không biết làm. Loạn luôn phải không? Ví dụ chọn một hai món còn biết ăn, còn nhiều quá hết biết ăn gì luôn. Đúng không? Chắc là cũng có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm phải không? Cũng có, không nhiều lắm đâu ạ. Trong cái môi trường em làm có nhiều nữ không? Cũng ít thôi ạ. Có phòng kế toán là nhiều thôi, còn còn lại là nam chủ yếu. Điểm mạnh của điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em nghĩ là em có tính tự lập. Còn điểm yếu thì em hơi nóng tính, hơi lì ạ. Điểm mạnh, điểm yếu là cái gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, tự chăm sóc dưỡng cho bản thân. Điểm yếu là hay quên. Lúc rảnh rỗi thì em thường hay làm gì? Sở thích của em? Em hay xem phim, phim hành động, phim hài. Lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Em đọc sách, đi tập gym, xem phim. Vâng. Tôi tức quá, sao cô này ế được ta? Cũng giao du ra bên ngoài, tại sao ế gì? Tình trường em như thế nào? Em đã trải qua hai mối tình, dài nhất là 4 năm, chia tay cũng được 3 năm. Sau đấy chưa có quen ai tiếp. À, tại sao quen 4 năm rồi mà phải chia tay? Chắc tại quen lâu quá, thành xong nó xảy ra nhiều mâu thuẫn. Giờ đợt này nếu mà quen chọn được tìm mà đúng người thì em nghĩ bao lâu nữa em sẽ kết hôn? Em nghĩ từ khoảng 1 năm ạ. Sổ số liền dùm cho chị, được không được, biết đường còn tính. Bây giờ không còn nhiều thời gian để quen lâu nữa. Còn em, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Ngày mốt được. Ngày mốt được hả? Rồi, thế tình trường mình như thế nào? Mọi người giới thiệu em nhiều lắm. Khoảng tầm một vài tháng hoặc một năm là họ đi lấy chồng hết rồi. Sao kỳ á? Em cũng không biết, riêng em đến hầu như để cho mọi người lấy chồng. Không có một mối tình nào sâu đậm hết hả? Có một mối tình sâu đậm. Quen được bao lâu? Quen được mấy tháng. Thế sao chia tay? Do cô ấy đang đi học, đang là sinh viên. Còn sao, có vấn đề gì đâu? Em là muốn lập gia đình à, và cô ấy là sinh viên, chưa muốn. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em đơn giản lắm, cao 1m55 trở lên là được. Dễ thương một chút, không quan trọng là cô ấy công việc ổn định. Bây giờ cũng không biết là ổn định như thế nào. Thích người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính hay là dịu dàng, thùy mị, nết na? Nếu cả hai thì được, tốt quá. Cả truyền thống và hiện đại. Lúc ví dụ đi tiệc hoặc đi ấy thì hiện đại thì tốt quá. Ở nhà thì lên truyền thống. Ít khôn quá hả? Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì... mặt mũi tóc tai. Mũi tóc tai. Không quan trọng. Cái gì to? Người to. À, thì má nói rõ. Người to thì ôm không sao đấy. Tóc thì nếu mà hiện đại thì vừa vừa, tóc tém. Thích tóc tém? Dạ, tóc tém là được. Rồi, mời em gái, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Tinh tế một chút, biết quan tâm, chăm sóc, có chiều sâu, thông minh, kiểu vậy. Điều gì em không thích ở người bạn trai?
ra trường ạ, vì em nghĩ là em kiểu hiện đại cho nên em nghĩ em không sống được với người ra trường. Nóng tính kiểu vũ phu ấy ạ. Thời này mà còn mấy vũ phu bắt nhốt hết cho chị. Nói nhiều mà kiểu nói linh tinh á. Nói nhiều mà vô còn duyên. Nói hài hước thì nói không thì... sao, còn nói vô duyên thì không thích. Là ba hoa khoác lác. Về ngoại hình dễ nhìn là được, cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em rồi, cao. Bây giờ dễ nhìn là sao, chị không hiểu cái từ dễ nhìn. Dễ nhìn lắm á, nhìn đi. Đây, dễ nhìn luôn, nhìn đi. Ba cô, bốn cô, hướng về ống kính chọn một cô. Cô nào? Năm cô. Thích cô nào chỉ đi. Anh nào? Em có đeo kính không nha? Ủa, hình đi, có đeo kính hả? Có đeo kính thì đây rồi. Anh nào? Đây đúng không? Tại sao chọn anh đó? Thì thấy bảo cao giáo. Là chọn theo cái suy luận phải không? Ra chưa? Cô nào? Đây ạ, cô Lệ ạ. Sao chọn cô đó? Thấy dễ thương hơn. Rồi ráng cầm đi coi thương không. Rồi và bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim ha. Mời hai bạn. Một, hai, ba. Đúng không? Ôi, em? Ôi đúng. Ôi đúng, mừng quá. Có đúng không ta? Không biết nữa chị, không biết luôn á. Hỏi ảnh coi chứ chị không biết luôn á. Đây đúng không anh không ạ? Toàn. Sao ốm quá vậy? Tại lúc đấy em mới đi lính dài lên người nó đen và ốm. Cái hình nó cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi, sao bây giờ tàn tạ dữ vậy? Em cũng không biết, tại em chăm sóc tốt quá. Ơi, tặng quà kìa. Tặng em món này, tay anh tự làm. Ồ, tại vì... Và cái này thì không phải anh làm mà tận tiệm làm hộ anh. Cái đó cái gì vậy em? Dạ, cái đấy là kỷ niệm em trong lính, bọn em cũng từng làm. Hai trái tim lồng ghép vào nhau ha. Tối ngủ ghim đèn vậy này làm đèn ngủ được á em. Mà nó có chớp chớp không? Có. Vậy là mất ngủ đó em, nhớ về ảnh. Nửa đêm em chớp chớp. Em tặng anh cái cây đặt chỗ làm việc. Rồi, cảm ơn. Cây có ý nghĩa gì không em? Trời, sao trùng hợp dữ vậy? Sao bên đây cũng tặng trái tim, bên đây cũng tặng trái tim ta? Chắc là cùng chung một hướng rồi. Phải không? Khi mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Thì anh cũng dễ nhìn. Em rất hồi hộp. Hồi hộp. Sao hồi hộp? Em chọn toàn quà. Chọn chuẩn cái hình đó hả? Đó. Ok. Dạ. Rồi, thôi bây giờ mời hai bạn sẽ có một cái không gian riêng trò chuyện với nhau một xíu. 5 phút thôi thì Tường sẽ quay lại nha. Tranh thủ cái gì mà nó hỏi được là hỏi liền nha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Tường mời hai bạn thưởng thức món sườn heo Kevin, rau củ nướng và bánh cùng với trái cây của nhà hàng Hoàng Yến ha. Rồi món ăn sườn heo Kevin này rất là lôi cuốn nè. Sườn Kevin rất là thơm bởi vì đậm đà nè và thơm ngon nè. Thưởng thức nè và đừng quên trò chuyện với nhau ha. 5 phút thôi Tường quay lại nha, tranh thủ nha. Rồi ít thế chị. Cố lên. 10 phút đi. Dẫn về nhà đi rồi tâm sự nhiều. Rồi mời em ăn, mời chị Tường ăn ạ. Em là tham ăn nhất đấy. Trước là lính ạ. Trước mình đi lính. Bây giờ? Bây giờ là hết lính rồi. Giờ cậu ở bên Gò Vấp là ở khu đoạn nào? Chỗ Dương Quảng Hàm. Rồi biết. Đang sống ở đâu ạ? Ở gần khu công nghiệp Hiệp Thành, Hóc Môn. Nếu mà có hay chịu khó đi chùa không? Lúc nào có tâm sự thì cũng có đi. Mời em ăn nhé. Thưởng thức đi em xem có mùi vị có ngon không? Em là thường hay ăn cơm ở công ty hay là nấu ở nhà? Em lúc thì nấu, lúc thì em đi ăn ngoài. Anh thì 90% nấu ở nhà. Dân lính đúng không ạ? Lịch bên anh thì không được cụ thể lắm, nhưng mà thường thường cũng được nghỉ chủ nhật. Trước là anh đi lính nghĩa vụ hay sao ạ? Anh đi lính nghĩa vụ. Anh ngoài Bắc là tỉnh nào? Nãy em không nghe rõ lắm. Anh là tỉnh ở tỉnh Bắc Giang, bao giờ cũng có từ Bắc. Tính anh thì thường thường là mới quen thì cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà ví dụ quen rồi mà hợp thì lại thành nhây. Nhây như thế nào anh? Cũng không, giờ mô tả cũng hơi khó. Nếu quen rồi thì chúng ta sẽ biết. Em gặp người lạ em cũng... Tại không có chủ đề chung cho nên cũng không biết nói gì. Chọn, giống nhau. Anh có thích đi du lịch không? Chắc chắn là ai cũng thích cái đấy. Thích nhưng mà có cố gắng để thực hiện không chứ? Có, nếu mà có gì. Bởi vì hiện tại thì chưa có ai đi cùng. Em đi được nhiều nơi chưa? Em đi trong nước thì cũng nhiều rồi. Còn nước ngoài thì mới đi có một nước. 7 phút luôn rồi. Ưu tiên cho em, tặng em thêm 2 phút nữa luôn rồi. Giờ tâm sự được nhiều chưa? Em được chút chút rồi ạ. Nãy giờ lâu vậy mà còn chút chút nữa. Tính em e thẹn chị.
À, em Thành nhìn thấy bạn gái như thế nào? Có đúng gu em không? Rất dễ thương. Vậy bạn gái có hơi men quá không? Theo ý tưởng tượng của em, tóc tém. Thích tóc tém hả? Thích những gã năng động. Vâng, thích nhưng năng mà động. Bạn gái làm trong môi trường toàn con trai không à? Chưa để ý anh nào. Có khi nào không thích con trai không? Cái này người dài cảm tra. Em hỏi thử coi. Em có thích con trai không? Tất nhiên là em thích rồi. Tất nhiên là em thích rồi. Đấy, chắc rồi. Ủa, em tin người vậy luôn hả? Ta nói vậy là em tin luôn hả? Tính em tin mà. Em dễ tin người nhất. Em không thích con trai thì hôm nay em nhờ chương trình kết bạn gái cho em rồi. Chúng ta về tường có những câu hỏi của chương trình. Mời hai bạn bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này, rồi mình sẽ cùng nhau thực hiện cho nó vui. Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau. Một, thụt dầu 20 cái. Hai, xin phép hôn má đối phương. Ôi thế đơn giản quá, xin phép hôn má đối phương. Ờ mà xin mà bởi vì ta biết ta cho không? Làm đi cho. Cái này là em yêu cầu bạn nam làm á? Đúng rồi. Ủa nhưng mà em muốn thụt dầu hả? Thôi em cho anh xin. Không đâu có đâu xin đơn giản được em. Mình phải xin phải làm sao chứ. Đi qua phải quỳ lụy đồ, năn nỉ đồ chứ đâu mà gì vậy? Kiếm gì vậy? Kiếm đường tẩu thoát hả? Em kiếm bó hoa. Bó hoa của em đâu rồi? Bó hoa của em đâu rồi? Chứ thấy khả năng thục vào 20 cái cũng khá cao á. Bằng lòng làm bạn gái anh nhỉ? Trời ơi. Ê mà cái này người ta xin hung á chứ không phải làm bạn gái. Cái này để nhấn nút đi anh. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Tại đây không phải Paris cho nên thôi anh thụt dầu 20 cái đi. Chống đại ạ. Cố gắng lên em. Thụt dầu ạ. Thụt dầu là gì? Anh cầm này này, đứng lên ngồi xuống. Càng. Ủa rồi thôi. Nhưng mà cuộc. Không sao, không bỏ sao. Không năn nỉ nữa hả? Em không bỏ cuộc. Em đi lính rồi mà em bỏ cuộc có mà. À ý là không bỏ cuộc, không năn nỉ xin hôn nữa hả? Không thôi, em không hôn nữa mà em chịu khó theo bạn gái. Để chứng minh mình là khỏe mạnh đúng không? À đi lính rồi mà lo gì, 20 cái. Ủa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 số đẹp luôn, số đẹp rồi. Người ta chỉ yêu cầu thụt dầu đứng lên ngồi xuống thôi. Em còn bonus thêm nhảy cóc nữa. Sức khỏe dẻo dài. Lính ra mà. Ý của em hơi nhầm. Ồ mà công nhận hơi thở không bị dồn dập luôn. Đi bộ đội mấy năm cho nên là mấy cái này đơn giản đúng không anh? Anh chủ yếu chống đẩy thôi. Nói ra điểm bạn thích nhất và không thích nhất ở đối phương. Khó. Trời ơi, chứ người ta bắt ta thục dầu bà cũng ác lắm, không cho người ta hung ha cưng ha. Dạ. Thích thì chiều cao. Hợp lý. Không thích nhất. Nói thật lòng nha, ở đây là phải nghiêm túc. Nói lời thật lòng khó nói. Mà cũng không có gì mà không thích lắm. Thì vậy thì cái gì là cái không thích nhất ở cái ngày gặp đầu tiên này? Thấy tay anh sao có mực á. Anh lúc đấy là... tay. Cũng soi kỹ quá ha. Cái này đang soi bẩn đấy chị. Thì đó, soi tiếp đi em. Cái gì không thích? Đôi mắt. Lý do đôi mắt sao không thích? Mắt này ti hí mắt lương phải không? À, người ta nói mắt lương ăn lường ở gạt. Chết cha, chắc tôi bị ném đá quá. Chị nói đùa thôi. Mắt rất dễ thương. Em cũng đâu biết giận chị. Đúng rồi, đâu có giận người vậy, đâu có giận, đâu có bỏ bụng làm gì ha. Để bụng chửi chị lép nhép cho vui thôi ha. Một cơ hội cuối cùng cho em nè. Vừa mới chê em phải không? Cho em lên lại nè. Hát một bài hát tặng bạn gái trước khi bấm nút. Qua chương trình thì muốn tặng em một lời bài hát. Hát này lại hát chế. Mắt cười duyên mà. Cười mém không thấy tổ quốc luôn. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cánh đồng xanh. Ủa một cù lao xanh chứ vé lời luôn hả? Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau trò chuyện đêm thâu. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau cùng dắt nhau về. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chàng trai rất dễ thương, sống với bạn này là không có sợ buồn đâu. Duyên đấy, cặp mắt hí cho nhìn đời thấy rõ lắm đó. Sau 3 tiếng đến với chị Tường, đồng ý bấm nút thì nhấn mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2
3. Một người tôi đếm mới có 2 thì bấm nút. Một người đếm 3 xong rồi 8 tháng sau mới bấm nút. Lý do sao bấm chậm vậy em? Phải suy nghĩ. Rồi sao em bấm nhanh vậy? Chưa đếm tới 3 mà phạm luật vậy? Dạ cái nút thì lỗi, em thử nút trước. Lần này thì nắm tay đàng hoàng nè. Và lần này hãy xin bạn gái hôn một nụ hôn lên để mà kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Chưa. Bây giờ không phải là chơi game show nữa mà bên đây là thật sự một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Qua chương trình thì con muốn xin phép hai bác ở nhà gái cho con hôn em một nụ hôn. Hai bác? Thì đúng. Hai bác cho mà em nó chưa cho.